Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi, nay bán mai nghỉ, mốt cà đi Mỹ luôn bà con cô bác ơi. Bạn nào có nhu cầu mua liên quân hãy vào ngay website dbshopgame.com nha các bạn ơi. Ặt vừa rẻ lại vừa ngon nha. Tất kẹt đã bị bao, đã bị bao, cà bao bao bao, cà bao, cà bao dày nhàng hút le. Xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì, cà chú thím nha, đã ghé xem cái kênh YouTube bé, cái vấn này, cái gài mình TV của em nha. Ấu cớ qua cúp inbox chơi cho nó vui các bạn ơi nha. Có chó không bác ơi? Vô ăn bộ rồi các bạn ơi, bên kia rồi. Mình quên nhìn map các bạn, cái tăng nhậu không nó đang bên kia rồi. Thế thì mình đã chỉ các bạn rất là nhiều rồi đúng không? Khi mà lụm xong cái bùa đỏ của nó các bạn sẽ làm cái gì nè? Lôi đầu máy TV, tủ lạnh, máy giặt của nó ra các bạn, đập lé hết luôn cho mình. Là cha con tụi nó thọt lé luôn các bạn ơi. Đó, lụm xong cái con quái này nè. Thì các bạn sẽ làm những gì nè? Các bạn đứng đây các bạn ăn quái nữa hả? Không nha. Tại sao phải ăn? Đó, cái thằng nhậu không nó vô nó cúp bồ của mình kìa, vô đập bò mà nó luôn chứ ngại ngùng gì mà không dám vô các bạn. Nha, có chó kìa tụi bay ơi, cái đậu xanh nó chậm chó kìa bớ, người ta chậm chó kìa nhậu không. Sư phụ nè con, cái đậu xanh này nè. Lên dĩa là tán bò bò cả bò mà mày này giục cây gậy xuống luôn. Tán một cái một súng cái răng cửa xanh tô ngược nằm một đống luôn các bạn ơi. Rất là phè, rất là đẻ luôn các bạn. Khi mà mình nói cái câu này rất là phè, rất là đẻ. Có nhiều bạn hỏi cái phê đẻ là cái gì, anh tính phê đó em, đã đó em, mà tại anh không thích đọc đã, anh không thích đọc phê, anh tính đọc phê với thích đọc đẻ được không em. Là có rất là nhiều bạn thắc mắc như vậy nha, và hôm nay mình đã giải trình cho các bạn hiểu rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm những gì thì cái trận đấu này nó mới hiệu quả nè các bạn ơi. Các bạn phải lưu ý những cái điều này ở giai đoạn đầu game nha, vì giai đoạn đầu game nó rất là quan trọng, chỉ cần các bạn di chuyển sai thôi là sẽ rất là bậy nha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lụm cái con dơi này, sau đó mình sẽ vô mình cúp cái bùa đỏ của nó nha. Thì nãy các bạn thấy rồi đó, đầu game là mình qua mình cúp cái bùa đỏ của nó trước mà, thì tức nghĩa cái bùa đỏ của nó chuẩn bị ra nha các bạn ơi. Và ngày hôm nay là mình sẽ sử dụng một cái bill ngọc hoàn toàn mới nha, và cái bộ ngọc này mình đã test được 3 trận rồi mà mình thấy nó đánh rất là fair luôn các bạn, nó nổ chí mạng liên tục luôn nha, và không có ngọc hút máu nha. Cho nên các bạn nào mà chơi cái bill ngọc này thì các bạn hãy cẩn trọng giúp mình chút xíu nha. Nói chung là tùy các bạn thôi, các bạn cứ lên thử đi. Nếu mà nó hợp với lại cái kỹ thuật của các bạn, nó hợp với lại kỹ năng, cái gọi là cái cách đánh của các bạn, thì các bạn hãy lên thử cái bill ngọc này mà các bạn chơi thử nha. Tuy nó không có hút máu nhưng mà nó mang lại cho các bạn có một cái lượng tốc độ chạy cực kỳ kích. Ê, như là tem nó ăn gồng dưới đó các bạn ơi. Ok, cứ cho nó ăn đi các bạn. Nè, mày ăn xong chưa? Mày chưa xong thì để bố mày vô kia hết. Cái đậu xanh mày đậu quất bò mà, luôn chơi luôn xuống chát chém bò mà luôn các bạn ơi. Xong luôn, xác định cà xanh, cà xanh, cà xanh 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 cò rồi bác ơi. Nó bây giờ nó lụm con rồng thì bây giờ nó mất tiếp cái bùa xanh các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ không ăn rồng đâu. Tại vì nếu mà bây giờ mình cứ đè theo mình đánh cái kiểu của mình á, mình ăn rồng, mình ăn bùa của nó, thế nào nó cũng AFK. Mà AFK là mình sẽ không review được cái build đồ và review lại được cái build ngọc này cho các bạn xem nha. Ở thì chắc chắn là có rất là nhiều bạn sợ cái vị tướng đối đầu gần bên kia đó là nhậu không đúng không? Vì sao nó sốc đam cực kỳ kinh, nhưng mà nếu các bạn biết cách lên đồ, các bạn biết cách khắc chế nó ở dạng đầu game thì nó sẽ quýnh các bạn không thấm nha. Và khắc chế như nào mình sẽ nói sau. Tại vì bây giờ đầu game mình chỉ thiên về nói về chiến thuật, nói sao được các bạn. Bây giờ lên đây đép rồi các bạn không bỏ trụ nè, nhậu không? Sư phụ thế là con đá bò bò mà à, mày luôn nè, cái thằng Superman. Mày chạy đi nha, chứ mày qua đây tao đá mày bò mà à, mày luôn đó, cho mày kè tao hả? Bố mày lại sợ mày quá cơ. Các bạn chơi là các bạn phái niệm như các bạn nè. Thích là quất, thích là chơi, thích đập xuống trái đập bò mà mày luôn. Oh, bố mày ngán mày quá. Chơi thì các bạn phải hổ báo vậy đó. Chứ mà các bạn gặp nó, các bạn cắm đầu các bạn chạy nha, là nó được nước nó làm tới nó dí các bạn hoài luôn. Còn gặp các bạn, nó gặp các bạn, bạn bay cho các bạn bát thẳng cái đầu luôn cho mình. Không dám quên các bạn đâu, mất quá xanh luôn, ngược lên dễ rồi. Chuyện đâu căng nào bây giờ nè. Cái bùa này là bùa của ai? Nó các bạn chơi là các bạn phải có khái niệm như vậy cho mình. Ở thì là khái niệm gì? Bùa này là bùa của bố. Âu cơ, các bạn chơi là phải có khái niệm vậy chơi nó mới vui nha các bạn ơi. Nè, cái gì? Ơi ai, bình tĩnh ở đây, cái đậu xanh ở đây khó khăn thế. Trời cái gì vậy anh? Trời nóng như cực bê vậy anh Superman. Thằng nào thích cứ bê vô đây nè, anh tiếp hết luôn, từng tàn luôn. Thằng nào?
cái đậu xanh tôi quay kè tao hoài luôn. Nào thích có bơi vào kiếm sẹo chơi nè, bây giờ thích cái gì bác nháo không, đập bò mà luôn ngắn cha con. Nào các bạn thích là quất, thích là chơi, thích đập xuống chép chơi là chạy thôi, chuyện đâu căng nào, bình tĩnh em ơi, có căng quá, làm gì mà căng thế ba, có căng ghê đấy ba ơi. Con vụ nó vậy đó các bạn, nó đi như vậy thì nó sẽ bị thọt thôi, lý do thọt các bạn đều biết rồi đúng không, đó là cái thằng Ly Lía Na, cái con mà Ly Lía Na nó phàm lía ngoài luôn, mà cái con gọi là cái con cá hí nó lỡ giết mình lẩu lò phàm rồi các bạn, thì cái lượng vàng của nó sẽ bị giảm nha, và tức nghĩa thì như vậy là nó sẽ không thể nào quýnh lại cái người đi mít với mình nha các bạn ơi. Ấu cớp, và bây giờ mình sẽ nói về cái build đồ ngày hôm nay nha. Đấy thì cái shop đầu tiên của mình đó chính là kỳ kiếm cu hồn nha. Vì lý do là mình không sử dụng ngọc hút máu cho nên mình phải lên kỳ kiếm cu hồn để mình lấy một cái lượng hút máu nhỏ nhỏ các bạn, để trong những pha gọi là như thế này nè, mình có thể hút máu lên và mình đi giao tranh những cái nơi khác nha. Ok, thì các bạn nào mà lên cái rìu lâm tặc vẫn được nha, tùy các bạn thôi, nhưng mà riêng cái trận đấu này khi mà mình sử dụng cái bộ ngọc này mình thích sử dụng cái kiếm cu hồn hơn các bạn ơi. Đấy là cái số thứ hai, là do là cái trận đấu này nó có bị tưởng nhậu không với đoạn đầu game, cho nên là nói sao được, bạn đá bò mà bị lúc nào nhậu không á, mày tám súng răng cửa bị luôn bát nhau người ta một cái nữa, các bạn thấy không, nó quýnh mình đâu có thấm đâu. Khi mà cái số thứ hai mình lên cái đôi giày hộ vệ các bạn, vì đôi giày hộ vệ nó giảm cái lượng sát thương có một lý mà nó giảm nhiều lắm các bạn, cho nên các bạn cứ lên nha, ở giai đoạn đầu game các bạn cứ cơm bát thoải mái, viên nhậu không quýnh các bạn không thấm đâu. Và đặc biệt là cái số thứ ba này mới căng nè các bạn, cái cục gọi là cái cục mà cái gọi là cái cục cái áo chàng thần ra đó các bạn, mà mình không lên thẳng cái món, mình lên cái cục mà gọi là có 200+ giáp đó các bạn, không biết cái cục có tên gì hết các bạn ơi, nó gọi là cái cục đi, chứ mình không biết tên cái món đó là món gì hết các bạn ơi. Lên nửa món thôi ở xếp thứ ba nha. Cái gì trời, mày lại khè tao nữa rồi đó bố, mày lại sợ mày quá cơ, mày thích nhập viện không, cái đầu xanh mày nè, mày thích cái gì xuống chắc đắp bò trời ơi. Nó lùm cái bùa các bạn ơi, nhưng mà không sao, trả cái bùa lại đây cho bố, cái bùa này là bùa của bố. Ấu cơ tò mà nó luôn các bạn, bé đèo dành cho cái vị tướng canak canak nát canak hộp. Cái đậu xanh nó gặn cho mắm vô vô à, ho các bạn ơi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, đây là cái số thứ ba của mình là cái món nó như vậy nha các bạn. Mày giống mấy thằng xịt rồi đó, mày xịt giùm tao một cái tao bẻ cái dòi mày nè, chứ mày đứng mày xịt hộ tao một cái gì chứ. Múa lửa là nghề của mình các bạn, múa lửa là nghề của mình nè, cái con xin lúc dách đặt lên dễ là toán bò bà luôn, xuông xác luôn các bạn ơi. Rất là phe luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ làm gì đây, cái bùa xanh của nó kiểu bạn vô mượn xài đỡ luôn các bạn ơi, trời nè. Rồi ok, anh sẽ múa lửa cho tụi em xem, tụi em khỏi khè anh luôn, làm gì cho nó mệt hết á nè. Một anh nhiên bên này múa lửa, bên hai anh nhiên bên kia, hai anh nhiên kia dí đập bò mà, một anh nhiên bên đây, một anh nhiên bên này tức quá quay lại đập bò mà, ba anh nhiên bên kia, mà ba anh nhiên bên kia xác định sẽ có một thằng nhiên bên kia đó, xác định nó nằm xuống các bạn ơi. Con cá hí sẽ là thằng được treo cái quần lên cột điện các bạn ơi. Cái đậu xanh bên này nhậu không, múa lửa là nghề của anh. Âu cơ, tụi em làm cái gì? Không ơi, mày kè tao hả bố, mày lại sợ, mày còn bỏ các bạn ơi, hết máu rồi. Vậy thôi được rồi, múa lửa vậy thôi các bạn, cho nó phe được rồi, cho nó chóng mặt với mình thôi các bạn, chứ không gọi là hổ báo quá sẽ xác định xanh cỏ đó các bạn. Ở thì cái số thứ tư các bạn hãy lên cho mình, đó là cái thương xuyên phà nha. Các bạn lên cái thương loginet vẫn được, tùy các bạn thôi, nhưng mà trận đấu này mình lên cái thương xuyên phà các bạn, để mình lấy một cái lượng đam cao, một cái lượng đam thật là to để mình quýnh nó thấm nha. Ok, thì cái số thứ năm đó chính là cái phối hợp kiếm nha các bạn ơi. Và khi lên thành công cái phối hợp kiếm á, cái số cuối á, các bạn lên nửa món thôi cho mình. Còn nếu các bạn thấy cái vị tướng AB bên kia nó quá xanh đi thì các bạn đóng thẳng như mình cái huân chương choi luôn. Còn nếu cái vị tướng AB bên kia bị tướng pháp sư các bạn nó không xanh, nó bình thường thôi, các bạn hãy lên nửa món thôi, các bạn lên cái đai kháng phép được rồi. Và sau đó các bạn lên hoàn chỉnh lại cái số thứ ba của mình là lên áo chàng thần ra nha. Tùy các bạn nha, các bạn phải canh xét một cái trận đập nè, nó sao được bạn nè. Cái gì mày tích cái gì, trời ơi bố mày lại sợ mày quá cơ, mày tích cái gì nè, tao tán bò mà từng thằng anh ơi, bình tĩnh anh ơi, em giỡn anh cái đầu xanh nó cái đầu xanh tôi sẽ đi xuống cái răng cửa chống các bạn ơi. Trời ơi, tôi lăn ba vi bộ chạy đường sách các bạn ơi, mấy này nó nóng tính quá, tôi bỏ đi đó. Các bạn phải căn xét vào tình hình trận đấu nha, chứ không phải các bạn chỉnh độ ngoài sao là các bạn chơi vậy không có đúng nha. Thì các bạn phải canh chẳng hạn như bây giờ nè, cái trận đấu này con Kahi nó quá xanh đi, thì là khi mà mình lên xong cái phối hợp kiếm á là mình, mày muốn chết hả mày, cái tầng này rồi xong luôn nè, châu hả mày, quýnh lâu cũng chết rồi con, chứ đừng có khái niệm bố mày sợ mày quá cơ, là tép bòm à mày luôn, địch bô kêu dành cho cái vị tướng cờ nát róc luôn các bạn ơi. Các bạn chơi là các bạn đừng có nghĩ là trời cái châu quá quýnh được các bạn ơi, quýnh hoài biết khi nào chết, không có được vậy nha. Châu quýnh lâu cũng chết, các bạn tán thẳng bạn mặt nó luôn cho mình, chứ đừng có nghĩ là nó châu quá các bạn không chơi, các bạn không quýnh nữa nha là bậy nha các bạn. Trời ơi anh ơi, bình tĩnh đi anh, có căng nha anh,
căng quá. Mấy ngày tức mình lắm luôn các bạn, mình thiệt các bạn á. Nó đang cây cú mình lắm luôn á. Nhưng mà kể đi các bạn, nhờ những cái sự cây cú vậy mà nó quýnh rất là lỗi nha, thì mình sẽ có một cái lợi thế hơn. Ok, thì mình nói là cái vấn đề nãy nha. Khi mà các bạn thấy trong cái trận đấu này con Kahi nó quá mạnh đi, thì khi mà các bạn lên phút hoặc kiếm thành công xong này, chẳng hạn vậy nè, mình lên thẳng cho mình cái quân chương choi luôn, là cái vị tướng pháp sư bên kia nó quýnh các bạn không thấm nha. Còn nếu mà cái vị tướng pháp sư đang trong cái trận đấu này con Kahi nó quá yếu đi, nó không xanh, thì mình lên cái áo tràng thần ra thành công đi, rồi mình quay trở lại mình lên cái gọi là cái quân chương choi, thì là cái biểu đồ là như vậy nha. Còn nếu mà các bạn muốn lên cái gọi là cái giáp hộ mệnh á, thì các bạn phải đợi full đồ đi, rồi sau đó các bạn bán đôi giày, rồi các bạn hãy lên cái giáp hộ mệnh cho mình nha. Lý do vì sao? Vì cái vị tướng Kanagrok này nó rất là cơ động, nó chạy rất là nhanh bởi cái skill của nó bay nhảy liên tục. Mà các bạn lên cái shop cuối là cái giáp hộ mệnh thì nó rất là hoang phí nha. Các bạn muốn lên giáp hộ mệnh thì các bạn hãy chờ các bạn full đồ, sau đó các bạn bán đôi giày, các bạn mua cái giáp hộ mệnh cho mình nha. Ở thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều nha, vì ngày hôm qua mình không có up clip lên cái kênh YouTube Funny Gaming TV của mình được các bạn. Một phần là do mình còn đi làm ở ngoài, mình bận việc ở ngoài, mình đi làm công việc cá nhân để mình phụ giúp gia đình mình rất là nhiều. Đó là một phần. Còn phần thứ hai đó là mình làm clip không được các bạn, tại vì bị phá nhiều quá các bạn ơi, thật sự rất là bực luôn. Và có khi có được như là 2 trận win đó, nhưng mà mình không đăng 2 trận đó các bạn ơi, tại vì nó quá nhạt, nó không có những cái gì nó mới mẻ. Đối với mình á thì không phải win là được, win là up clip lên, không có các bạn. Mình phải có những cái gì á trong cái clip nó có cái gì nó mới mẻ, nó có cái gì nó vui nhộn, nó hài tí xíu để giúp cho các bạn xả stress, các bạn xem. Mình phải giúp cho các bạn gọi là xem cái gần nhất của mình, các bạn phải có sự hứng thú. Các bạn xem các bạn phải cừ, các bạn cừ. Còn không các bạn không cừ, các bạn bật chế độ 0.5 lên là ta nói nó auto ca cừ. Cá cừ cái gì thì thử bật lên đi rồi biết mấy ông cô nội ơi. Nó là phải vui như vậy các bạn xem, các bạn mới xả stress các bạn được, các bạn mới thích cái kênh của mình. Cho nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nha, và mình sẽ cố gắng gọi là mình quýnh cái dữ dằn dện hơn nữa, để mình làm clip nó không bị hụt, để mình up lên các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem cái cờ nhiếp của mình. Còn bây giờ thì cái trận đấu, cái cờ có nhẹ nó sẽ cờ kết thúc ca tại đây rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem cái cờ nhiếp của mình. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhiếp tiếp theo nha. Mà quên đừng ấn vô ấn vô cái nút đăng ký kênh nha mấy ông cô nội. Sẵn ấn nút like luôn chứ đừng có địch like nha mấy bố.